You never walk alone. Bạn không bao giờ đơn độc. Hơn lúc nào hết, huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò nhớ và cần tiếng hát gầm thét của hơn 50.000 cổ động viên trên sân Anfield. Khi bạn đi trong giông bão, hãy ngẩng cao đầu, đừng lo sợ màn đêm u tối. Sau cơn bão sẽ là bầu trời rực rỡ. Hãy bước đi với niềm hy vọng trong tim mình, và bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Lữ đoàn đỏ đang thực sự đi trong giông bão, đứt chuỗi 68 trận bất bại trên sân nhà ở Premier League, kéo dài gần 4 năm trước hai đối thủ trụ hạng. Nhà đương kim vô địch rơi trở lại vị trí thứ tư, kém ngôi đầu bảng của Man City tới 7 điểm, trong khi đối thủ đã ít hơn một trận. Đồng thời, phía sau, West Ham và Chelsea có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh sân Anfield không còn là pháo đài bất khả xâm phạm, vị khách ở vòng 23 của Liverpool lại là Man City, một khó khăn thực sự. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã vượt qua khủng hoảng và trở lại đầy mạnh mẽ. Không có Aguero, De Bruyne, The Citizen vẫn thể hiện sức mạnh không thể ngăn cản. Họ đã bất bại ở 13 trận gần nhất với 11 chiến thắng, trong đó 9 trận thắng liên tiếp và 8 trận giữ sạch lưới. Cả MU, Chelsea, Arsenal đều là bại tướng của họ. Bất chấp phong độ hiện hữu ra sao, với việc thay nhau lên ngôi đầu bảng Premier League ở 3 mùa giải gần đây nhất, màn đụng độ giữa Liverpool và Man City cũng là trận siêu kinh điển phiên bản mới của nước Anh giữa hai đội bóng đặt tấn công lên hàng đầu. Bởi vậy, mỗi trận đấu giữa hai đối thủ này đều là bữa tiệc bàn thắng. Hai trận mùa giải trước có đến 8 bàn thắng. Lượt đi, Liverpool thắng 3-1 trên sân nhà, và lượt về, Man City đòi nợ đến 4-0. Cuộc đối đầu sắp tới lại là đại chiến khi chủ nhà đang chỉ còn đường phải thắng để rút ngắn khoảng cách, bởi nếu không, sẽ không kịp khi sắp tới là vòng knockout Champions League. Trước trận đấu này, cả hai đội đều đang gặp bất lợi khi ít nhiều những quân bài chủ chốt của họ đều vắng mặt. Về phía Liverpool, Fabinho, Virgil van Dijk, Joe Matip, Joe Gomez, Naby Keita và Diogo Jota vắng mặt vì chấn thương. Tiền đạo Sadio Mane cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Với đội khách Manchester City, Kevin De Bruyne và Nathan Ake vắng mặt vì chấn thương. Sergio Aguero hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 nhưng vẫn chưa thể trở lại. Việc những trụ cột vắng mặt hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân ở trong trận cầu 6 điểm sắp tới. Hơn thế nữa, với khát khao và quyết tâm để ghi điểm trong mắt hai huấn luyện viên đại tài, chúng ta cũng hứa hẹn sẽ chứng kiến một màn đọ sức thú vị và nhiều bất ngờ. Ở trận đấu trên sân Anfield sắp tới, Liverpool khả năng cao sẽ vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Những quân bài chủ chốt trong tay Jurgen Klopp sẽ vẫn là những cái tên như Alisson Becker, Alexander Arnold, Jordan Henderson, Robertson, Thiago Alcantara, Wijnaldum và Mohamed Salah. Man City cũng nhiều khả năng sẽ ra sân cùng với sơ đồ 4-3-3. Các trụ cột không thể thiếu ở sơ đồ này của họ là thủ môn Ederson, hậu vệ Diaz, João Cancelo, các cầu thủ khác như Bernardo Silva, Raheem Sterling. Với tương quan lực lượng và chiến thuật như trên, rất nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc chiến đỉnh cao của hai trường phái pressing tầm cao và tấn công tổng lực, hứa hẹn một trận đấu đỉnh cao không chỉ của riêng giải bóng đá ngoại Anh mà còn trên toàn thế giới. Có thể sơ sẩy trước những đội bóng chiều dưới, nhưng trước kỳ phùng địch thủ như Man City, Liverpool sẽ phải thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ nhất của mình. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ không dễ dàng sớm từ bỏ ngai vàng, nhất là trước đối thủ đã từng khiến họ thành kẻ về nhì vĩ đại 2 năm trước. Các bạn dự đoán tỷ số cuối cùng của trận này sẽ là bao nhiêu? Hãy comment bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.